Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 50 tìm giá trị dương đầu tiên của mặt trận. Thì ở đây mình sẽ đưa ra hai cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên, mình cho một cái mặt trận A cùng có hai dòng ba cột gồm các phần tử -1, -2, 4, -3, 1 và 5. Thì các bạn nhìn vào đây đúng không ạ? Nhìn vào cái mặt trận này thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy được cái giá trị dương đầu tiên của cái mặt trận này là bao nhiêu đúng không ạ? Đấy. Thì cái giá trị 4 này đây chính là cái giá trị dương đầu tiên. Đấy, thì nó sẽ như thế nào thì gọi là giá trị dương đầu tiên đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ kiểm tra lần lượt các cái phần tử này từ -1 này, -2 này, -4 này. Nó sẽ kiểm tra theo hàng như vậy. Đấy, sau khi hết cái hàng này đấy thì nó sẽ kiểm tra theo hàng thứ hai. Đấy. Thì khi nào nó gặp cái giá trị dương ấy, thì nó sẽ in ra luôn cái kết quả luôn ạ. Đấy. Thì đó là cái ví dụ 1. Rồi mình sẽ thử với cái ví dụ 2 ở đây. Ví dụ 2 ở đây thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ mà mạng không có cái giá trị dương nào. Mình cho một cái mạng A này gồm có hai dòng và ba cột đúng không ạ? Và gồm các phần tử -4 này, -2 này, -3 này, -1 này, 0 và -5 đúng không ạ? Đấy, và các bạn nhìn vào đây thì không có cái giá trị nào là dương đúng không ạ? Đấy. Vì một cái giá trị dương thì nó bắt buộc phải lớn hơn 0 đúng không ạ? Và tất cả các giá trị ở đây đều không thỏa mãn cái điều kiện đó. Cho nên là nó sẽ in ra cái dòng này là không có cái giá trị dương nào cả. Rồi, thì đó là mình nói qua về một số cái yêu cầu của cái bài toán này. Và bây giờ mình sẽ đi vào giải cái chi tiết. Thì ở đây thì là cái bài tập liên quan đến mặt trận đó, là mạng hai chiều đấy. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bước cơ bản ở đây. Đó là các bước khai báo thư viện này, viết cái hàm nhập mã trần này và viết cái hàm xuất mã trần đúng không ạ? Thì đây là đều là những cái bước cơ bản mà những ai khi mà muốn làm việc với mã trần hay làm mạng thì đều cần phải biết về nó hoặc là đều phải thông thạo về nó, vì đây là một cái yêu cầu tối thiểu. Rồi mình sẽ nói qua một chút. Vì những cái đây thì nó đã cơ bản và mình đã nói rất rõ ở những video trước đúng không ạ? Nên là ở video lần này thì mình chỉ nói qua thôi ạ. Rồi đầu tiên là cái thư viện. Ở đây thì mình sử dụng cái STDio này, có Leo này, Mat này và định nghĩa cái DeFi với có cái độ lớn của nó là 100. Trong tiếp theo là đến cái hàm nhập mã trần này này. Trong hàm nhập mã trần này thì mình phải nhập được cái số dòng và số cột. Sau khi ta nhập một số dòng và số cột đấy thì chúng ta sẽ nhập đến cái giá trị của mã trần đúng không ạ? Đấy. Đấy, đầu tiên thì cái nhập dòng này thì mình sẽ sử dụng một cái cấu trúc là do while. Do while thì trong cái câu lệnh do đầu này đấy thì mình sẽ nhập vào cái số dòng. Đấy, sau đó sẽ kiểm tra số dòng, nếu như số dòng nó không hợp lệ thì sẽ nhập lại. Đấy. Và while thì và cái nhập số cột thì nó cũng tương tự, nó hoàn toàn tương tự với nhập số dòng đúng không ạ? Các bạn chỉ cần thay cái biến dòng thành biến cột đây là được. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã xong cái việc nhập dòng và cột đúng không ạ? Sau khi nhập dòng cột thì chúng ta sẽ đến nhập cái phần tử cho cái mã trần này. Đấy, thì ở đây mình sẽ dùng hai cái vòng lọc for. Cái vòng lọc for đầu tiên nó sẽ chứa cái vòng lọc for thứ hai. Đấy. Và trong cái vòng lọc for thứ hai thì nó sẽ có nhiệm vụ là nhập các cái giá trị bằng các cái câu lệnh print hoặc scan ở đây. Đấy. Các bạn cần phải đặt vòng lọc for này nó có cái cấu trúc như này thì nó mới có thể nhập được. Đấy. Tức là cái vòng lọc với một cái giá trị y của cái vòng lọc for đầu tiên này thì nó sẽ chảy hết tất cả các giá trị duy của cái vòng lọc for thứ hai. Đấy, và sau đó nó mới tăng y lên một đơn vị và nó lại tiếp tục chảy hết tất cả các giá trị duy của cái vòng lọc thứ hai. Đấy, và nó cứ làm tiếp tục làm như vậy cho đến cái giá trị y cuối cùng là y bằng dòng trừ 1. Đấy. Rồi như vậy là xong cái phần nhập mã trần ạ. Bây giờ sẽ đến cái phần xuất mã trần. Em xuất mã trần thì nó cũng sử dụng hai cái vòng lọc for đó. Đấy. Và mình ở đây mình sẽ sử dụng cái câu lệnh print để in ra tất cả các cái giá trị đó.
và sau mỗi hàng thì nó sẽ xuống hàng hai cái khoảng khoảng tức là hai hàng liền kề nhau sẽ cách nhau ra hai hàng đấy. Ví dụ hàng 1 và hàng 2 thì khoảng cách giữa hàng 1 với hàng 2 là hai hàng. Đấy. Như vậy thì nó sẽ dễ nhìn hơn đúng không ạ? Thì in ra thì nó dễ nhìn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm dùng để tìm ra cái giá trị dương đầu tiên. Đấy. Đây sẽ mình giá trị dương. Thì mục đích của cái hàm tìm giá trị dương này thì mình sẽ làm như sau ạ. Nếu như hàm có giá trị dương đầu tiên á, thì mình sẽ tạo về kết quả là 1. Đấy. Còn nếu như mà hàm nó không có cái giá trị dương đầu tiên mình sẽ trả về kết quả là 0. Đấy, hoặc là các bạn cũng có thể làm là nếu như hàm có cái giá trị dương đầu tiên nếu như hàm mà có giá trị dương đầu tiên thì sẽ in ra cái giá trị dương đó. Còn nếu không nếu như mà cái mặt trận đó nó không có bất kỳ cái giá trị dương nào á, thì sẽ trả về cái kết quả là âm 1. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ viết cái hàm đó như sau. Đây sẽ là tìm dương đầu. Đấy, đặt như vậy thì cũng chúng ta cũng có thể hiểu được không ạ? Tìm dương đầu này. Đấy. Ở đây thì cần có A này. Và cần có khai báo cái dòng này. Cũng như là cột này. Đấy. Và trong cái hàm tìm dương đầu này thì mình làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for này. Hai cái vòng lặp hai mình phải sử dụng hai cái vòng lặp for để có thể đi được đến hết tất cả các cái giá trị của cái ma trận đó. Đầu tiên vòng lặp for đầu tiên thì nó sẽ có cái biến chạy là y bằng 0 và y ở đây sẽ bé hơn cái số dòng và y cộng cộng. Và hai cái vòng lặp for này thì nó hoàn toàn tương tự như cái hai cái vòng lặp for ở cái bài xuất hay là nhập mạng đấy, nó hoàn toàn tương tự nhau. Rồi cái vòng vòng lặp for thứ hai này mình sử dụng một cái biến chạy là j bằng 0 và điều kiện của nó là j bé hơn cột và tất nhiên là j cộng cộng. Trong hàm for thứ hai này thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if, được cái câu lệnh điều kiện nếu như mà cái phần thứ a y j này đúng không ạ? Nó mà lớn hơn không này đấy thì mình sẽ làm công việc gì, thì mình sẽ trả về ngay cái kết quả của cái phần tử AEG này luôn đấy. Tức là khi tìm được cái phần tử dương đầu tiên đấy thì mình sẽ trả về ngay đấy. Cái vòng lặp for này này thì nó sẽ cho phép chúng ta biết được nó sẽ đi hết được tất cả các giá trị của mạng từ cái giá trị đầu tiên cho đến giá trị cuối cùng theo thứ tự hết hàng này sẽ đến cái hàng khác đấy. Tức là nó sẽ đi theo hàng ngang như này đấy, nó sẽ đi hàng ngang như đây đấy. Đầu tiên nó sẽ trừ 1 này, sau đến trừ 2 đến 4 này, sau đó đến trừ 3 này. Tức là nó sẽ xét hết một hàng, sau đó nó sẽ xét đến hàng tiếp theo. Rồi như vậy là nếu như ở đây cái AEG này nó mà lớn hơn không thì mình sẽ trả về kết quả luôn, trả về kết quả dùng cái lệnh return. Đây sẽ là trả về kết quả AEG luôn. Đấy. Còn không, nếu như mà cái hàm này không có bất kỳ cái số AEG nào nó lớn không, tức là không có bất kỳ số dương nào ấy, thì làm sao? Thì lúc đó mình sẽ trả về cái kết quả là âm 1 ở đây. Đấy, xong trong cái lòng vòng là for này thì mình sẽ tạo về cái giá trị là âm 1. Đấy. Như vậy mình sẽ tổng quát lại cái bài tìm dương đầu này, cái hàm tìm dương đầu này thì mục đích của nó là nếu như có cái giá trị dương thì nó sẽ tạo về cái giá trị trừ dương đó. Đấy. Và nếu như không có thì nó sẽ tạo về kết quả là âm 1. Đấy. Đơn giản như vậy thôi ạ. Rồi sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình phải làm gì? Đầu tiên
là chúng ta cần phải khai báo cái mạng mã trần A đúng không ạ? Rồi, sau khi đã khai báo mã trần A thì chúng ta cần phải khai báo số dòng này và số cột này, đúng không ạ? Sau khi đã khai báo được dòng và cột rồi thì chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập này, nhập mã trần đúng không ạ? A dòng cột. Sau khi đã gọi cái hàm nhập mã trần thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái hàm xuất mã trần đúng không ạ? Và để tạo khoảng cách giữa cái hàm nhập và hàm xuất này thì mình sẽ dùng một cái câu lệnh print này để tạo khoảng cách cho nó nhìn cho dễ. Đấy, sau đó sẽ là cái hàm xuất mã trần. Đấy, đây sẽ là dòng và cột. Sau khi đã xuất được mã trần rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải khai báo một cái biến gọi là biến kết quả để có thể nó nhận kết quả để cho nó nhận kết quả từ cái hàm tìm dương đầu đây. Đấy. Mình sẽ khai báo một cái biến kết quả có kiểu dữ liệu là integer. Đây sẽ là kết quả bằng kết quả trả về của cái hàm tìm dương đầu. Đấy. Đây sẽ là A này, dòng này và cột đúng không ạ? Như vậy là mình đã tìm được cái biến kết quả rồi đúng không ạ? Và ở đây kết quả thì nó có hai trường hợp, một là nó trả về cái giá trị AIG, tức là nó có cái giá trị dương đầu, và trường hợp thứ hai là nó trả về cái giá trị là âm 1, tức là nó sẽ không có cái giá trị ở dương trong cái mã trần đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if ở đây. Nếu như ở đây kết quả nó mà trả về là bằng âm 1 đúng không ạ, thì mình sẽ làm ra công việc sau. Đấy. Và tất nhiên là đây là cái câu lệnh mình phải sử dụng cái câu lệnh if else đúng không ạ? Đấy. Nếu nó không trả về âm 1 thì nó sẽ làm việc gì sau đây? Đấy. Và khi mà nó đã trả về âm 1 đây thì mình sẽ sử dụng câu lệnh print này để in ra là khi nó bằng âm 1 thì rõ ràng là cái mã trần không có số dương đúng không ạ? Đấy. Như lúc này mình đã nói ở trước rồi đấy. Rồi, còn không thì tức là gì? Còn không là cái kết quả này nó nhận về một cái số dương. Đấy. Thì mình sẽ in ra là dùng một cái câu lệnh print này để in ra. Số dương đầu tiên của mã trần đúng không ạ? Là đây sẽ là phần trăm d đúng không ạ? Vì cái đây là một cái mã trần kiểu nguyên đúng không ạ? Nên là đây sẽ là phần trăm d, và đây sẽ là địa chỉ của nó sẽ là kết quả. Rồi, ok, như vậy là xong. Và chỗ ở đây chúng ta cần thêm một số cái câu lệnh như là get này để dừng màn hình lại này, để cho chúng ta xem kết quả và return này không. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong cái hàm main này, và cũng như là xong cái code cho cái chương trình này. Chúng ta sẽ cùng chạy để kiểm tra. Rồi, như vậy là cái trình biến dịch nó không báo lỗi. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập số dòng. Dòng ở đây mình sẽ nhập là 3, số cột ở đây mình sẽ tự nhập là 2, các bạn nhập bất kỳ. Đây. Vậy đầu tiên mình sẽ nhập với trường hợp là mạng không có cái số dương nào cả, mình sẽ nhập số âm cả. Như vậy như các bạn đã nhìn thấy thì nó đã in ra cái mạng này. Mạng này gồm tất cả các đều là số âm này, và nó đã in ra cái dòng là ma trận không có số dương đúng không ạ? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ thử với cái trường hợp ma trận cái mạng này ma trận này có số dương.
Xong rồi mình sẽ nhập với số dòng là 2 và số code là 3. Đấy. Mình sẽ đặt là cả số âm và cả số dương. Đấy. Thì như các bạn thấy ở đây đúng không ạ? Khi mình nhập cái ma trận mà gồm có cả số dương và số âm ấy, thì nó đã in là số dương đầu tiên của ma trận là 1 đúng không ạ? Đấy. Thì ta nhìn vào đây, số 1 đầu tiên này. Đấy. Rồi. Thì đây là cái bài tập dạy về cách tìm ra cái giá trị dương đầu tiên của cái ma trận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.